Đại xin chào tất cả anh chị. Thì trong clip ngày hôm nay, Đại xin chia sẻ với anh chị một cách mình thay pin được cái remote smart key của dòng Toyota Fortuner nha anh chị ha. Thì cái đặc điểm chung của những cái dòng smart key ấy, thì nó sẽ thay pin tương tự nhau. Cái pin nó sẽ nằm ở bên trong cái remote này đó. Thường trên những cái chìa khóa, những cái dòng xe mà có smart key ấy, thì nó sẽ kèm theo một cái chìa khóa cơ như thế này nè anh chị. Thì có cơ như thế này ha. Mỗi loại xe thì nó sẽ có hình dạng khác nhau và nó được cắm trực tiếp ở trong xe luôn. Đây nè, cái vị trí của cái chìa khóa cơ nằm đây ha. Đó, anh chị để ý ở trên cái vị trí thường á, ở trên những cái remote như thế này, smart key như thế này, nó sẽ có một cái cần lẩy. Thì anh chị mình coi cái vị trí cần lẩy đây nè. Đây nè, nó có dấu mũi tên đi xuống thì mình sẽ bấm đi xuống nè. Đó, quay xuống. Ừ. Kèm theo mình rút cái gì gì khóa cơ ra thì nó ra ha. Đó, cùng bên nó nằm ở trong bản thân nè, thì mình phải suy nghĩ làm sao mình tách được cái miếng này ra ha. Nó phải cách tách cái remote này ra như thế nào. Ừ. Trong cái trường hợp mà mình bấm lên là như thế nào, mình bấm cái dấu đỏ này nè, cái giống chấm đỏ này nè, cái đèn đỏ này nó không nháy nữa thì có nghĩa là cái remote của mình nó hết pin rồi anh chị ha. Đó rồi, thì Đại sẽ hướng dẫn anh chị mình tháo ra này. Anh chị mình để ý là ở giữa cái remote đó, nó sẽ có một cái khớp như thế này. Ừ. Cái khớp như thế này thì có nghĩa là mình phải tách được cái khớp này ra. Anh chị lấy cái chìa khóa cơ ha, cái chìa khóa cơ đút vào một chút xíu thôi. Xong rồi mình đẩy, anh chị đẩy về một hướng đó. Đó. Chị đẩy thì nó bung ra như thế này nè, bung ra như thế này đó. Lỡ ra cái bo mạch thường nó sẽ nằm như thế này nè, trên này là các vị trí cái nút nè anh chị ha. Đó, nút thì nằm như thế này. Ừ. Bên thì nó nằm ngay chỗ này đó. Chị tháo cục bình ra và anh chị coi ở trên cái cục bình đó, cái mặt mà có chữ á thì nó sẽ để thông tin của cục bình. Ừ. Ừ. Đó, pin Maxil CR2032 Made in Japan 3V. Thì anh chị mình ra ngoài những cái tiệm mà nhà sách á, hoặc là những cái tiệm mà đồng hồ á, mình mua những cái cục pin có cùng cái thông số như thế này về để mình sử dụng ha. Đó, về thì anh chị cũng để như thế này, lắp cục pin lắp vô lắp như thế này đó, rồi lắp lại. Ừ. Gắn chìa khóa cơ vô, bấm lên đèn là có nghĩa là ok rồi anh chị ha. Đó. Tất cả những dòng xe thì thường nó sẽ có cái cách tháo gần gần giống nhau anh chị.